Xin kính chào quý cô bác anh chị và toàn thể các bạn đến với nội dung tiếp theo trên kênh Bản sắc dân tộc nhé. Như ở cái video trước quý vị cũng đã biết là mấy anh em thợ đã xây lên được khá là nhiều. Và tiếp theo ở cái video này thì bây giờ đang là ngày hôm sau rồi. Mình cũng vừa vào đến đây khoảng tầm 8 giờ hơn 8 giờ sáng. Mấy anh em thợ đã dậy sáng sớm rồi. Làm được rất là nhiều việc rồi. Hôm nay lên khá là cao rồi ấy, các anh em đang chuẩn bị bác làm giáo lên rồi quý vị. Nhanh nhỉ? Nhìn như này thôi nhưng xây lên nhìn rộng phết đấy. Đấy, bác Phứ hôm nay rất là chịu khó nha quý vị. Và sáng sớm bác Phứ đã hộ mấy anh em thợ chở cái gạch xuống rồi. Đấy, nói chung là xây phụ vữa thì là không biết làm, nhưng mà chở gạch là bác làm được. Có mệt không bác? Mệt không? Nhìn trên này xuống phòng ngủ khá là rộng đấy quý vị ạ. Phòng ngủ, hai phòng ngủ bên này ạ. Hai cửa để hai cái chỗ song song. Chỗ này là mình mở cái cửa sổ đấy quý vị. Cửa sổ mỗi một phòng ngủ là một cửa sổ nhá, với cả cái bên kia thì một cửa sổ chỗ hành lang kia nữa đấy. Còn cái chỗ phòng chính này là chắc không cần phải mở đâu, tại vì nó có không gian nó quá là thoáng rồi. Không gian nó là có một cái cửa chính ra đây, cửa to, và có một cửa lách ra đấy nữa, thì chỗ này mình sẽ không mở, mình chỉ mở hai buồng và chỗ hành lang cho nó thoáng thôi. Còn cái chỗ này thì lúc nào nó cũng thoáng thôi, tại vì có hai cửa hai bên thôi. Nhưng mà khá là rộng đấy. Đây này, nó rộng theo cái chiều bề này vào. Đây, từ đây vào đấy là thì khoảng 3 mét. Từ chiều này qua chiều này phải 4 mét mấy, gần 5 mét. Khá là rộng luôn. Hôm nay bắt đầu là mấy anh em thợ dùng đến giàn giáo quý vị. Thì mình sẽ lên chỗ nhà anh Dính rồi hỏi qua anh Dính. Nhà mình là cái tấm ván ấy thì là không có ở ngoài, mình phải ấy, nếu mà dùng đến phải cậy nhà ra đúng không? Vâng vâng. Phải cậy ra để dùng. Đúng không ạ? À. Rồi rồi, thì cái này cứ ấy thì cứ cho anh mượn. Ô, cậy cái nhà ra ấy. Vâng vâng. Để sau này có thể cứ cậy cái nhà ra đi, xong rồi hỗ trợ anh sẽ trích một ít quỹ hỗ trợ cho em một chút. Vâng. Gọi là coi như là mượn của em ấy, tại vì nó là cậy cái nhà ra. Đi, anh trích được bao nhiêu bản đây thế thôi. Hoặc là chỗ mượn nhau cũng được mà, coi như là mượn nhau đi. Yeah. Vâng. Tại vì là ở nhà, trong nhà ấy quý vị, là nhà anh Dính là không có cái ván để thừa ngoài thôi, thì bây giờ muốn sử dụng đàn giáo anh Dính bảo là cần đến thì không có chỗ nào để mượn. Ở đây nữa thì đầu cư người ta thì là cậy cái nhà của anh ra thì đỡ phải mua. Mới đầu thì mình cũng tính là mua ấy. Đấy, cho nên mà anh Dính bảo là không phải mua. Cho nên mà cho thì tao cay rồi đó. À, sau này thì cậy cái này ra, sau này mua cái đinh cho anh đóng lại là được. Này đóng vào rồi. Đâu săn thì nó. Đâu cậy cái nào ra? Hả? Thành của mà nhau hào tả. Mà hôm nay thích chú mua này. Vướng à? Không phải vướng mà là bảo là. Thôi cứ không cần đâu, cứ cậy ra đi. Cậy ra đây, chỗ này không có ấy, không có chỗ cắt gì mà. Có được không đấy, liệu cậy được thì cậy, không được thì thôi, không sợ được mà. Nó nhà lối vào nó ấy chở trộm cắp này. Đấy, nó máy nổ này. Sợ máy móc không? Chính ra rồi. À, không thì lấy mấy cái nào mà ấy được mà. Đây này, cái tấm này này, xem cái tấm này lấy đi đâu được ấy. Lấy tấm này đi. Xe nhà nó có gì lượng đấy. Không có nhà nào có đâu, họ toàn là ở đây không có đâu, em hỏi thôi. Xuống tận kia dưới kia là xa lắm. Ở đây được một tấm đây này. Đấy, mình lấy tấm kia. Một tấm đây này anh ơi. Một tấm đây này. Để em ôm em bé này này. Cái tấm gần phi đấy gì? Vâng vâng đúng rồi. Tấm kia chống không. Không có
không thì trôi. Ờ thì tí tí bỏ rồi sang đàn. Thì chưa chưa. Ờ trời, chế cầu một tiếng rồi đó. Cái này đóng đinh rồi gì? Đóng rồi, phải cậy ra. À đây, đóng đinh 3 đến 5. Cái tôn kia thoải mái, cứ dỡ ra đi. Giờ đi. Cái tấm này không được một tấm à? Tấm này này. Được. Tấm ván em này. Mái. Cứ kê cái sàn nhiều một chút đi. Cái mấy cái ấy này thôi mà. Cứ kê cái sàn nhiều một chút, anh giúp em dỡ cái kia sang bên này. Chỉ cho nó cái gì chảy trong này thôi sao? Này được anh nhủ. Được. Dùng cái này nó cần cạt được nhiều cái gạch hơn. Đúng rồi, cái này một tấm là được, cái ván kia phải hai tấm. Làm lại nó hỏng hết đấy, ván hết rồi. Rồi, hỏng thì thôi. Quan trọng là phải làm đẹp cho em cho là được rồi. Đúng rồi, quan trọng là em cho thôi nhờ. Đây là chữ gì ấy? Không phải. Kẹo. Ơi, không phải hạ dùng đấy. Cái tấm ván em này thì đây. Vừa xong thì anh lấy nào, anh lấy thôi. Cho hậu à? Ờ, cho mè không? Một tấm này cũng khá thoải mái rồi. Được chưa? Hay là bổ sung thêm nữa? Còn cần không anh? Chắc là không đủ đấy anh ạ. Cái bốn vào để anh nhủ. Màu màu này. Anh em mình đi xem cái chỗ để mà mấy hôm nữa để tách nước ấy. Để đâu được nhỉ? Để vào đây. Em dựng vào đây. Để anh dính lại cho để trên để nhờ đất nhà anh dính thì quý vị. Ở chỗ nào được ấy? Xem cái chỗ này. Chỗ này có vẻ là hẹp, hơi hẹp. Đấy, hơi hẹp. Không thì để cái này luôn. Để một mỗi bên một chân. Đấy. Đấy, để này luôn. Cái đấy phải ấy lên, phải cán lên. Ờ đúng rồi. Cán nền lên. Cán nền lên xong là vứt mấy cái, hớt mấy cái này đi. Để bên này có đất, cái bên này có đất nhà mình à? Vâng, đúng rồi. Để đấy hay để đâu nhỉ? Để đấy hay để bên này. Bên này vướng đường đi lại quá. Đúng rồi. Tiện hơn. Ừ. Đúng không? Làm luôn chỗ này gì? Ờ, đỡ vướng cái đường người ta đi lại nữa mà nó bằng sẵn rồi. Vừa gần nhà bác Phứ này này. Đúng thế không? Thì ấy luôn. Đúng không? Để chỗ này, chỗ này thoáng hơn này. Để cái này lên trên. Thoáng này. Đúng không? Ừ. Đây, chỗ này thoáng mà đỡ vướng đường hơn. Ừ. Cái này vẫn đất nhà mình gì? Ờ. Phải đất nhà mình không? Hôm nọ đo là đo đến đây. Hôm nọ đo là đo đến đây. À thế là vẫn đất nhà mình mà, góc này này mình cứ dùng sử dụng góc này thôi. Cũng là của mình. Cái này có làm gì đâu, không, kể cả không phải là của mình nhưng mà có làm gì được đâu. Thì có nghĩa là không phải đất của mình thì người ta mình lại về hỏi.
cái gì cũng phải hỏi chứ, của người ta đúng không, của mình thì nó dễ hơn đúng không? Ừ. Đấy, làm đây này, làm đây nó vừa không vướng và vừa tiện luôn. Ừ. Đấy, ở đây mà cái nhà bác, nhà vệ sinh bác Phứ ngay dưới này luôn này. Thì nó dòng xuống đây vừa gần nhà bác Phứ mà vừa cái chỗ này bằng luôn, không vướng đường. Ừ. Bác Phứ lấy cái tia quốc san ở cháu này nhá. Chỗ này. Dọn đi cái cây ngô cổ voi. Thì bảo bác Phứ dọn đi san chỗ này là được. Vừa đẹp luôn. Là ông trở cho giá rồi tôi dùng gái ra lầu tôi khâu chỗ cả chỗ nát này rồi nó chèn vào mới được, không trẻ con lăn như là mệt đấy. Đấy. Ngoại gì đấy thì là mình nhờ đất nhà anh Dính là mình để cái tét nước của nhà bác Phứ ở đây, đằng nào có chỗ này cũng không trồng trọt gì, cũng không làm gì được. Cái này mình san ra mình láng đi, sau mình cuốc cái mương mương nước nó thoát ra không cho xuống đây nữa. Chỗ này vừa đẹp luôn thì mình đỡ phải đổ cái trần ở dưới kia, đỡ tốn kém mà đỡ mất công thợ. Mà bỏ chỉ cửa tí nhặt sau, đâu có cái ấy đi cứ và cái đấy tí nhặt sau được mà bằng cái vé xuống dưới nhặt đây nhặt run cho vịt. Ôi trời ơi tao mà chắc chỉ tầm đấy hết trở ra thôi, nhờ đấy nhiều nó sát đấy quá sợ. Nhiều run nhờ. Đấy mình bảo anh Dính với cả bác Phứ hộ quốc chỗ này để tí để cái tét quý vị. Sau này mình bảo thợ láng xong mấy hôm khô sẽ để tét lên. Đâu phải cho rộng hơn tí mới được. Sao còn láng lên nữa cơ mà. Ừ. Vuông vuông như phải cào, mình san ấy cái đất mượn này mình không lấy, mình chỉ lấy nền đất cứng thôi. Phải cào ra xong rồi bảo bác Phứ bác lấy cái xe rùa đẩy đi chỗ nào để. Cũng bảo bác Phứ là cái xe rùa cái gì chở cái đất này đi chỗ khác đổ để sau này cái nền đấy nền cứng. Xong mình san ra.
chết đi. Ồ, chết rồi. Không làm gì. Bằng bằng đây xuống là chắc được đấy nhỉ? Được, thoải mái, rộng. Bằng đây xuống là xong, san san ra chỗ đằng chân của bác Phứ kia. Rồi, để dây cho thấp bơ thí. Nhi à, cho thấp bơ thí. Thế này, ờ, cho bỏ nó à? Mấy hồng nó bé hơn. Bác đẩy cơ, đẩy nó dễ hơn. Đẩy dễ hơn. Được rồi, đấy, xúc ấy ra luôn, xúc ra ngoài luôn bác ạ. Đẩy nó dễ hơn. Ôi giời ơi. Bác lấy cái xẻ của xúc ra đây này. Đẩy thì nó dễ hơn nhiều. Đúng rồi, giải thành đường đi lại luôn. Trời ơi, đau hết ruột đâu. Có cho bò anh. Bao nhiêu con nhà anh nuôi nhiều không? Một con à? Một con bằng này thao ăn thôi nhỉ? Bên làng này thì mình sẽ để cửa sổ đây quý vị. Để cửa sổ ở chỗ này. Bên đằng trước thì mình để cửa sổ nó từ mặt sàn nhà lên nó hơi cao một chút. Để người ta đi lại đường ấy, đỡ ngó nghiêng vào ấy, đỡ bất tiện. Đây cái nền nhà nó ở tận đây thôi. Nhưng mà tính ra nếu mà ở trong thì nó lại thấp nhờ. Trong nó cũng thấp mà, chẳng qua đây là cái nền nhà mình tăng cao lên thôi. Cái cửa sổ này mình làm chính giữa hai cái buồng ngủ để cho nó thoáng sáng vào bên trong, chỗ cái cửa buồng ngủ vào cho nó thoáng một chút. Đấy. Ok không bác Phứ? Được không? Được, được. Thế này ưng chưa? Làm mẫu nhà này ưng bác chưa? Vâng, nhưng được xem được.
này càng có khi mai nữa có khi là cất nóc được ở đây. Mai liệu cất nóc được không anh Nhù? Vâng. Buổi chiều làm mát hơn nhờ. Buổi sáng là nó nắng nhiều quý vị, nếu mà trời nắng thì buổi sáng nó chỉ nắng được cả buổi sáng, đầu giờ chiều cái là nó cái tán cây của cây tre đây này, nó quất cái ánh sáng mặt trời tham gia là nó sẽ dâm mát qua bên này, mấy anh em thợ buổi chiều làm nó sẽ mát hơn, buổi sáng là nó sẽ nắng hơn rất là nhiều. Bẫy à? Để mấy anh em đội thợ làm cũng khá là nhanh mà nhiệt tình. Mà trời rất là nắng quý vị. Nắng này làm rất là mệt luôn. Tầm trưa trưa trời nó lại mát mát. Ừ, nhưng mà mỗi em hỏi là 100 có đủ không ấy? Nhưng mà thu cứ lấy 200 viên cho nó thoải mái nhờ. Cho nó thoải mái đi, kể nó thừa hơn thiếu. Thiếu không biết kêu đâu được, nhưng mà thừa nó thừa không đáng kể. Bây giờ cũng khá là trưa quý vị. Mấy anh em thợ chắc là một lúc nữa cũng sẽ nghỉ thôi.
Bây giờ là khoảng tầm 11 giờ, hơn 11 giờ trưa rồi. Thì chắc có lẽ cái video này mình cũng khép lại tại đây thôi. Để bắt đầu tiếp tục buổi chiều, mấy anh em thợ làm mình sẽ lại truyền tải tiếp cho quý vị xem cái tiến độ công trình của gia đình nhà ba bố con bé cho đến đâu nhá. Bây giờ mình sẽ xuống nhà bí thư ra, có một chút việc đấy. Để còn một chút việc ở bên dưới đấy, xem khảo sát đường, xem là cái đường bên đấy như thế nào. Thôi chắc có lẽ mình cũng dừng cái video tại đây thôi. Nếu quý vị thấy video hay và bổ ích thì hãy like cũng như chia sẻ cho mọi người cũng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo.